Chưa biết là tụi mình về đâu đấy. Đấy, họ đang bảo là chưa biết tụi mình về đâu. Bác ơi, có ai nhà không? Ôi nhà mà xoài đã nha. Đâu mẹ đâu. Giờ mới ngủ dậy à? Con dậy từ 3 giờ sáng rồi. Chào. Đi mà. Có chút chứ. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kim Anh Vlog nha. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ làm một cái video rất là đặc biệt nha. Tối hôm nay là tụi mình đang chuẩn bị đồ để ngày mai là tụi mình sẽ về Bắc nha mọi người. Đây này mọi người ơi, đây là bơ. Bơ này là bơ sáp 034 nha mọi người. Tụi mình phơi ra như thế này để cho nó khỏi bị nhanh chín á. Rồi ngày mai mình sẽ đóng gói lại vô bao xong là đem về Bắc nha mọi người ơi. Đợt này tụi mình về là tụi mình không báo trước cho ông bà nội nha mọi người, để xem là thử phản ứng của ông bà nội sẽ ra làm sao. Tụi mình cũng lâu lắm chưa về nhà nha mọi người ơi. Ông bà đó là trông ngóng mấy đứa cháu về nha, cứ hối về suốt. Nhưng mà tụi mình cứ nói đùa là thôi để Tết năm sau về. Thế là ông bà cứ tưởng là Tết năm sau sẽ về nha mọi người. Nên là bây giờ tụi mình đang chuẩn bị đồ này, đồ đạc chuẩn bị hết rồi nha. Là sáng mai tụi mình sẽ đi sớm từ 5 giờ sáng để xem thử phản ứng của ông bà sẽ như thế nào nha. Yến nhìn đây mày hỏi nào. Nhìn đây. Mày hỏi. Nói chuyện đàng hoàng. Nhìn đây. Nè mày hỏi này. Con ở đây với bà ngoại nha. Bố mẹ về 3 tháng rồi bố mẹ quay lại đón con nha. Sao con về không? Đang mèo. Không cho Yến về đâu, Yến hư lắm. Yến đâu có nghe lời mẹ đâu. Nên là Yến ở đây với bà ngoại cho anh Đăng với lại em Quân về thôi nha. Đấy con gật đầu rồi nha. Con gật đầu rồi thì con ở đây với bà ngoại rồi 3 tháng sau rồi bố mẹ về đón nha. Nha. Ơi khóc rồi kìa. Khóc rồi ạ. Khóc rồi. Thôi đùa tí mà làm gì. Bây giờ là 4 giờ sáng, 4 thiếu nha mọi người. 4 giờ thiếu nha mọi người. Cả nhà mình đang đứng đây đợi xe nha. Quân đứng đây, ông chụp. Bao này, bao bơ này. Đứng lại, đăng. Đó, ngã ba, sáng trưng luôn á. Thôi, hẹn gặp mọi người ở trên đường đi nha. Đây là cái thời gian tụi mình nghỉ trưa nha mọi người ơi. Mình nghỉ trưa để ăn uống á. Bây giờ chuẩn bị lên xe lại rồi nè. Chiều của tụi mình nha mọi người. Xuống đường thành phố rồi về đang đợi người đến đón nha mọi người ơi.
chạy đường này, bố mẹ mình chưa biết là tụi mình sẽ về đâu. Khoảng tầm mấy chục cây nữa là sẽ tới nhà mình nha mọi người. Bố mẹ mình vẫn chưa có biết là tụi mình sẽ về đâu. Tụi mình đang chờ xe đến đón này mọi người ơi. Tí nữa mọi người nhớ chờ đón xem là phản ứng khi tụi mình về bất ngờ của bố mẹ chồng mình sẽ như thế nào nha. Có người đến đón rồi nha mọi người. Đó, xe màu đen lắm rồi. Chưa biết là tụi mình về đâu đấy, đấy họ đang vào nha. Chưa biết tụi mình về đâu. Đang ngồi gặp này mọi người. Bác ơi, có ai nhà không? Bác Lộc ơi. Có mẹ nhà không? Hả? Có bố mẹ nhà không? Con chào bố. Mẹ biết. Mẹ đâu, mẹ đâu? Đi đi vào đây. Ôi nhà, ôi nhà một xoài đã nha. Đâu mẹ đâu. Chào con luôn. Giờ mới ngủ dậy à? Con dậy từ 3 giờ sáng rồi. Sao? Này trồng gì đây mẹ? Trồng gừng à? Ơi, chào bà luật. Đó mẹ, là con lừa mẹ đó. Anh Phúc đi làm rồi. Chưa, đã lạnh luôn. Anh Phúc nhưng được nha. Đấy. Cháu đâu có về đâu, hai vợ chồng con về thôi. Phết gì mà phết. Phết đâu mà phết. Chào. Yên. Rồi vậy được rồi. Có ba mơ mà. Đi đi mà. Có chụt chứ. Không ai say hết mình em say. Chút chút chút. Đấy nha. Bơ chín hết rồi. Anh Việt có ăn thì lấy ảnh mấy trái mà ăn. Bơ mới hôm qua để mà nó chín trong đấy luôn. Ai? Quân cô Huyền bế vô rồi. Các bạn ạ. Tỉnh hẳn luôn. Còn là ai mà muốn lên đây và mua bơ thì đến nhà Bình Luật nha. Chơi gì là bán bơ đó. Vâng, do mình đem về rất là nhiều các bạn ạ. Bơ rất là ngon các bạn ơi. Bơ ngon, bơ không bà từ. Cô Huyền với cắt tóc à?
Thôi nha mọi người thấy video này hay hãy cho mình một like, một chia sẻ và một subscribe nha. Chào mọi người nha các bạn nha. Xin chào mọi người.